Liên quan đến vụ việc cướp tiệm vàng ở Sơn La, sáng 21/9, Đại tá Đỗ Xuân Cảnh, trưởng công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn cho biết, sau khi bắt giữ ba nghi phạm, đơn vị này vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ. Ngoài ra, Đại tá Đỗ Xuân Cảnh cũng thông tin bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ có 3 đối tượng tham gia gây án, chưa phát hiện có thêm người liên quan. Danh tính các nghi phạm được xác định gồm Nguyễn Văn Tiến, 32 tuổi, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Trần Ngọc Hà, 37 tuổi, và Phạm Ngọc Thạch, 31 tuổi, cùng trú tại phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong 3 đối tượng trên, Nguyễn Văn Tiến là đối tượng có tiền án, từng thụ lý ở trại giam Yên Hạ, Phú Yên, Sơn La. Vào tối 20/9, 3 đối tượng trên đi ô tô đến cửa hàng vàng bạc Trường Ký, đường Chu Văn Thịnh, phường Trường Lề, thành phố Sơn La, khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản. Người dân cùng công an đã bắt giữ được 2 trong 3 đối tượng. Chủ tiệm quyết liệt chống trả, đồng thời hô hoán. Đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ vào khuya cùng ngày. Theo đó, sau khi chạy thoát, đối tượng này đã bắt taxi và lên xe khách đi về hướng Hà Nội. Đến khu vực Cò Nòi, huyện Mai Sơn, nghi phạm bị lực lượng công an chặn bắt. Bên cạnh đó, Đại tá Đỗ Xuân Cảnh cũng thông tin thêm, đây là vụ cướp tiệm vàng lớn nhất trên địa bàn thành phố Sơn La cũng như toàn tỉnh từ trước đến nay. Hung theo trưởng công an thành phố Sơn La, các đối tượng lên địa bàn thành phố từ 3 ngày qua để nắm tình hình, theo dõi các cửa hàng vàng bạc. Sau khi nắm bắt tình hình và lên kế hoạch, các đối tượng đã chọn cửa hàng vàng bạc Trường Ký để gây án. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được khẩu súng các đối tượng dùng làm hung khí đe dọa chủ tiệm để thực hiện hành vi cướp tài sản. Theo Đại tá Cảnh, các đối tượng chưa lấy được tài sản của tiệm vàng nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản trong tiệm. Một bên cửa kính của cửa hàng bị vỡ vụn. Công an đã thu giữ một xe ô tô Chevrolet Captiv và BKC29A87070 mà các đối tượng sử dụng khi đến tiệm vàng Trường Ký. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.